Phình động mạch là sự suy giãn bất thường của động mạch gây ra bởi sự suy yếu của thành động mạch, tăng hơn 50% đường kính so với đoạn bình thường, chủ yếu là do các nguyên nhân như tăng cao huyết áp, xơ vữa động mạch, nhiễm trùng, chấn thương, rối loạn mô liên kết di truyền mắc phải. Phình động mạch có thể xảy ra ở bất kỳ động mạch nào, phổ biến nhất là phình động mạch chủ, bụng và ngực. Phình động mạch chủ là một sát thủ thầm lặng và thường không có triệu chứng. Triệu chứng thường chỉ xuất hiện khi bệnh có những biến chứng như tắc mạch, bóp tách động mạch, vỡ phình mạch. Thường cái tỷ lệ mà phình động mạch chủ nó liên quan tới hút thuốc lá hoặc là yếu tố gia đình, thì cái tỷ lệ càng ngày càng tăng á, là cái nguyên nhân thường là do cái tình trạng mà xơ vữa động mạch ngày càng tăng, nhưng mà cái lý do nhiều hơn đó là do cái nền y tế của chúng ta càng ngày càng phát triển nên cái tỷ lệ phát hiện bệnh càng lúc càng cao hơn. Với kỹ thuật can thiệp đặt stent gạt, các bác sĩ sẽ tiến hành đưa ống thông vào mạch máu qua lỗ nhỏ ở vùng bẹn hoặc tay lên đến vị trí khối phình và đặt cố định trong lòng động mạch. Đây là kỹ thuật ít xâm lấn nên làm giảm tỷ lệ tử vong, các biến chứng thấp hơn so với phẫu thuật mở. Ngày nay với sự phát triển không ngừng của y học, phương pháp đặt stent gạt ngày càng phổ biến rộng rãi và cho thấy những tính năng ưu việt và hiệu quả trong điều trị bệnh lý phình động mạch chủ. Phương pháp này làm giảm thời gian nằm viện và hồi sức, giảm nguy cơ nhiễm trùng, giảm tình trạng mất máu cho người bệnh. Bệnh viện Hồng Mỹ Sài Gòn lấy phương châm người bệnh làm trung tâm, tất cả vì người bệnh, cho nên Bệnh viện Hồng Mỹ Sài Gòn đã áp dụng những các phương pháp kỹ thuật cao và chuyển giao công nghệ từ các chuyên gia ngoài nước để làm sao cho phục vụ cho người bệnh được tốt nhất. Từ nhiều năm qua, Bệnh viện Hoàng Mỹ Sài Gòn đã điều trị thành công nhiều trường hợp mắc bệnh lý động mạch chủ bằng cả hai phương pháp phẫu thuật mở và can thiệp nội mạch. Các kỹ thuật mới được thực hiện kèm theo kỹ thuật can thiệp stent gạt động mạch chủ kinh điển nhằm đạt được mục đích điều trị, đem lại lợi ích tốt nhất cho người bệnh.